Hôm nay ngay lúc này tại ngã ba sông Dàm Nau thuộc bên bờ Chợ Mới, An Giang thì có một phái đoàn đến thăm đàn cá thiên nhiên của chú Sáu đây. Thì được biết đàn cá được tọa lạc tại ngã ba sông Dàm Nau cách đây 3 năm thì có một lần ước nguyện mong muốn gần tìm một đàn cá về để mà nuôi dưỡng. Và sau đó thì chú Sáu cũng đã được một đàn cá về. Ban đầu thì số lượng là không nhiều nhưng thời gian dần dần càng ngày càng đông. Thì cái câu chuyện như thế nào sau đây xin mời quý bà của chú anh chị em mình cùng xem video ạ. Con nữa cô. Dạ. Nè cô này bắt thêm con nữa nè. Đàn cá này là đàn cá thiên nhiên của bà cô chú anh chị. Và cách đây 3 năm trước đàn cá này tập trung vào bà kế nhà của chú Sáu. Và sau đó chú Sáu phát hiện ra chú Sáu cũng nuôi dưỡng cho đến ngày hôm nay thì nghe nói mấy cái người mà nuôi cá thì ta lại đánh giá cái đàn cá này ước tính hàng trăm tấn gì đó. Nó dính nữa nè. Là các loại cá này không riêng về cá cha mà cũng cá he, cá tượng, cá nhiều lắm. 5.000 mà đổ gì mau. Rồi 5.000 đổ gì mau lắm nè. Nước,
như cá hay gì tại vì cá bay thấy nước nó mừng ghê. Cố gắng bắt một con cá. Nó giỡn nổi hả con? Leo như cô nghĩ là con cá đó nặng khoảng bao nhiêu ký? Vô con giỡn cái đầu lên mình muốn cắm cái đầu mình xuống. Cá khoảng bao ký, 4 ký ha. Đó đó à. Dạ. Nếu mấy con cá bự rồi. Vậy là nó hỏi nó không lợi nó. Nghe nhiều cá lắm, nghe cá mà dinh, rồi có cá tự nữa. Đó, giỡn, giỡn, mỗi giỡn, 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 giỡn. Là mấy người đây đó không? Ở đây là những con cá đó. Đúng chị. Giờ mấy anh mấy người có 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 mấy cái có bự muốn làm lợi nó được. Đây là đó. Đây. Đó. Ông đang trồng một cá. Tao để ba bắt rồi. Từ từ ông lấy cái khác lên nha bác. Ông rồi bắt cá đi ông. Thấy không có chụp ảnh theo. Uống nước một bụng luôn à nè.
Mặt nè, cái mặt nè.
nắng áo đó. Ủa, út kìa, út cảm cháu ơi, út ở cho đây mình nhớ cho anh hai bắt dây xong xong anh hai bắt xong chạy hết đi. Chạy mạnh hơn cá nha. Cá nhỏ.